Thanh Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Hôm nay gần Tết rồi, đi thăm bạn bè, trong số đó có một người rất là quen đối với quý vị mà Thanh Lan mới lên show của anh chàng này, đó là Chuyện Phố Phường với Trung Tử Lưu. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta gặp lại Trung Tử Lưu, xin em gửi đến khán giả của Thanh Lan Show lời chào. Xin chào chị Thanh Lan và xin chào tất cả quý khán thính giả của Thanh Lan Show. Rất là hân hạnh được ngày hôm nay được chị Thanh Lan ghé thăm nhà và ghé vô một cái show. Dạ vâng thưa quý vị, nhưng mà lần nào Trung Tử Lưu cũng gọi Thanh Lan là Trang Thanh Lan hết rồi, quý vị nghe có đáng đánh đòn hay không? Chị làm việc với em có khi lâu lắm, chị em mình mới làm một lần. Còn chị kia thì gặp mỗi tuần thì gặp mỗi ngày. Đấy, mỗi ngày luôn. Thế thì đúng là bị lầm là đúng rồi, không chắc được. Vâng thưa quý vị, Thanh Lan biết Trung Tử Lưu từ cái hồi thời mà Thanh Lan mới thấy Trung Tử Lưu hát ở trên TV từ thời bên Việt Nam cơ. Thì biết con gái chị nó nói gì không? Nói anh chàng này mai mốt thế nào cũng lên. Lên thiệt. Bây giờ có ai mà không biết Trung Tử Lưu. Bây giờ em còn nhớ một câu chuyện đau lòng mà em nói chị Lan kể hoài. Thôi chuyện này kể 100 lần rồi quý vị ơi. Thôi có cái chuyện nào khác không? Quý vị á thì á, nhớ dai lắm. Nhiều khi cái chuyện gì mình làm hay là cái bộ áo quần nào mà mình mặc hay cái bài hát nào mà mình hát á, mà cách đây 30-40 năm mà quý vị còn nhắc á, có khi mình còn không nhớ đó. Một sự thê thảm khi hát sau chị em cũng nhớ. Quý vị biết không, ngày đó là Trung Tử Lưu không có kể lại những cái phần tình tiết nhiều, nhưng mà chị biết là chị Thanh Lan hồi ở Việt Nam thì cũng như bên đây lúc nào cũng vậy, chị lên sân khấu hát là không bao giờ đi xuống được hết trơn á. Người ta giữ chị một giữ riệt ở trên sân khấu, mà chị đi hát là chị hình như là chị phải hát gấp đôi những người thường ha. Không, những ca sĩ khác là hát 3 bài chị phải 6 bài. Là chị hát 3 bài xong, lúc này là hát 3 bài xong là quyết liệt đi vào. Chứ không có dùng rằng nữa. Tại vì thưa quý vị, cái này mình nói nhỏ nhau nghe nha. Trong nghề đó có những người á thích hát nữa mà không biết phải làm sao. Dùng rằng. Quý vị thấy dùng rằng là quý vị hô nữa, tại vì quý vị thấy dùng rằng là biết cái ý là muốn hát nữa. Còn mình hát xong mình quyết liệt đi vào. Dạ vâng, tại vì nhiều khi mình hát mà lấn giờ của người khác đó. Đúng rồi. Các ca sĩ sau người ta cũng giận mình nữa đó. Nên là quý vị thấy rằng đi xem hát thì là cái không khí nó vui vẻ đề huề thế, nhưng mà đằng sau bức màn nhung đó có nhiều vấn đề lắm. Mà chị ơi, chị có thấy một điều không thưa quý vị, không biết làm sao cho Trung Tử Lưu thấy á, chẳng biết chị Lan có thấy không, là hồi ở Việt Nam mình đi hát mình không có nói nhiều, không. Mình lên mình hát thôi, còn ở đây sao ca sĩ hình như nói rất là lâu. Có nhiều người nói nhiều hơn hát. Rất là lâu. Cái đó khán giả nói chứ không phải Thanh Lan nói, là vì khán giả canh cái giờ đó. Ví dụ như là mình ra mình hát thì hết 10 phút mà mình nói hết 15 phút. Nhưng mà thưa quý vị, ai chứ Thanh Lan thì không có dám nói nhiều, tại vì mình cũng biết là không có nên lấn sân qua cái công việc của MC. Chị làm MC được mà cái gì cũng được hết trơn. Dạ, nhưng mà chẳng có ai mà mời mình làm MC hết, cho nên là mình chỉ biết cái phận sự mình là hát thôi, xong rồi đi vào. Mà cho bao nhiêu phút đây, 10 phút hả? Thế đúng 10 phút tôi vào nhá. Hay là 15 phút, rồi tùy cái đó giữa ca sĩ với bầu show. Và mỗi một show thì bầu show yêu cầu mỗi ca sĩ khác nhau, mình đâu biết chuyện người khác, mình chỉ biết chuyện mình thôi. Rồi cho mình bao nhiêu giờ thì mình hát từng đó giờ, không dám lấn sân. Vừa với lại thưa quý vị, theo Thanh Lan, không biết Trung Tử Lưu có nghĩ giống chị hay không, là cái tình cảm của quý vị mà đối với người ca sĩ đó thì mình nhận thấy chứ không phải vì mình hát nhiều hơn hay ít hơn mà quý vị thương mình hơn hay là ghét mình hơn. Cái tình cảm nó cũng thế thôi. Đó thì do vậy cái tùy theo cái chương trình người ta mời mình như thế nào thì mình làm thế. Không chị ơi, em thấy là khi nào mà chờ một ngôi sao như chị thì người ta thấy là thương mình hơn. Còn là một người không phải là sao như em chẳng hạn thì mình nhiều khi người ta mình thấy là người ta không thương mình.
chị thương em chứ, nhất là khi nào mà chị nghe em nói về trái cây là chị thấy chị thương em lắm. Mà chị chưa thấy em tặng trái nào, thế Tết này có cái gì cho chị không? Có hai trái dưa hấu kìa. Thôi trời ơi, quý vị ơi, không biết nó có ẩn ý gì không mà nó cho hai trái dưa hấu tròn to mà bằng nhau mà nhỏ xíu. Thế bây giờ chúc Tết quý vị chưa? Chúc Tết thì thường từ từ vô có một cái show như vậy thì em đợi chị hỏi em cái gì đó mà coi như là em định hỏi chị không, em cũng ngứa miệng thì không đây, có ngược. Dạ vâng, thưa quý vị, nếu mà nói về cái miệng mà dẻo thì cái miệng Trung Tử Lưu chắc chắn là dẻo hơn Thanh Lan, tại vì lên sóng thường xuyên hơn. Thường xuyên hơn, còn Thanh Lan thì bây giờ một tuần có một lần thôi. Tuy nhiên vừa rồi này, Giáng sinh này, Tết Tây này, rồi sẽ Tết Ta này, sau đó thì sẽ tới lễ tình yêu này, rồi thì mùa hè nữa, tùm lum tà la. chắc một tuần phải lên hai lần quá. Trương Tử Lưu thấy sao? Mình làm cái nghề này mình cũng có vẻ như là thân thiện với khán giả hơn và khán giả thương mình hơn, thấy gần gũi với mình hơn. Thì em nghĩ là một tuần hai show của chị cũng là ít mà. Ít hả? Ít đó. Tại vì thưa quý vị, Thanh Lan thì rất là siêng, không có phải là mình quay về là mình cứ để y hệt như vậy mình đăng lên cho khán giả xem đâu. Mình về mình còn dựng hình nữa, là khúc này đang nói tới cái gì á, là chị sẽ cố gắng đi tìm trên internet cái hình nào mà nó dính dáng tới đề tài mình đang nói đó, để vào, để quý vị đừng chán, chứ không lẽ quý vị cứ nhìn hai mặt đấy hoài. Không sao, nãy chị nói về hai trái dưa hấu thì hai trái dưa hấu có sẵn à, thì đấy. Trời ơi, trời, kỳ cục hết sức rồi quý vị ơi, mà còn tính tặng cho Thanh Lan nữa chứ. Giờ thấy quý vị là chọn hộ Thanh Lan và gửi lời bình về nha, là Trương Tử Lưu nên chọn trái gì mà tặng chị Thanh Lan. Mà chị hỏi em chứ em có mãng cầu không vậy? Cây mãng cầu em không có trái gì. Năm ngoái không? Trái có trái mà năm nay nó không có trái. Vậy hả? Thực sự từ bây giờ ban đêm với ban ngày chị thấy nguyên cái vườn của em ấy, nhiều thứ lắm. Nhưng mà mùa này mùa xuân thì nó cũng vừa qua mùa đông thì thường thường là không có trái gì. Ở bên đây đang lạnh mà. Cali đang rất là lạnh rồi. Mùa đông thì lúc nào, mùa xuân lúc nào cũng lạnh hết. Mùa xuân mà ở các nước thì đâu có ấm áp gì đâu quý vị. Ngày xưa đó mình hát đó, hồi nhỏ đó là mình hát những cái bài hát về mùa xuân là mình thấy trong đó tả cảnh toàn là ấm áp không à. Còn bây giờ mình thấy mùa xuân ở ngoại quốc nó chẳng có ấm gì cả, nó vẫn cứ lạnh. Đó, do vậy thì em nói là chị qua Florida vẫn lạnh, vẫn ấm đó. Florida thì nói tới Florida làm chị thèm trái mãng cầu quá. Bên đó cái trái mãng cầu bên Florida sao nó giống hệt như bên Việt Nam đó nha. Dạ đúng rồi, cái thổ nhưỡng khí hậu của nó tốt, nó giống như Việt Nam. Lâu quá chị không có qua Florida. Nếu mà show này mà có khán giả ở Florida đang xem thì xin chào quý vị nha. Xin quý vị gửi về chị Thanh Lan vài một trái thùng mãng cầu. Mà đừng cứ gửi hai trái tròn tròn nhỏ nhỏ. Em có cái chuyện gì vui mà nó dính dáng tới mùa xuân kể cho quý vị nghe không? Mùa xuân hả? Em không... Từ thực sự những câu chuyện của em biết là toàn là những câu chuyện nó hơi mặn mà không à, nên thôi em không dám kể đâu. Với lại để thời gian gọi cái khác nữa rồi. Muốn quý vị muốn nghe chuyện cười đó thì phải theo dõi chuyện phố phường của Trung Tô Lu. Dạ trên vâng. Thì mỗi lần Thanh Lan cười lên đó, Thanh Lan cũng có kể chuyện vui nữa. Mà vì dĩ nhiên là tại vì cái tựa đề chuyện phố phường á, nó lại làm cho mình liên tưởng tới những cái cảnh mà coi như là đường phố, gác vai nhau, khoác vai nhau đi ngoài đường phố, rồi thì cười cợt, rồi thì kể chuyện lung tung tầm bậy tầm bạ. Có tầm bậy tầm bạ không? Có đó chị, đừng bởi vậy đó. và tụi em đang đợi cuốn sách thứ hai của chị để xem. Cuốn sách thứ hai hả? Chị đã có ngày ra mắt rồi đó. Chị có bàn với lại nhà sách Tự Lực rồi. Thì cả đôi bên đều quyết định là ngày 3 tháng 3 cho nó dễ nhớ. Mà nó lại gần sinh nhật của chị nữa. Sinh nhật chị ngày mấy vậy? Sinh nhật chị ngày 1 tháng 3 nhưng mà nó không có nằm vào chủ nhật. Chị biết sinh nhật em ngày mấy không? Thì cái gì tháng 3 đó. 4 tháng 3. Sau ngày ra mắt của chị có một ngày ạ? Vậy thôi tới ra mắt với chị đi cho chị vui. Không, em cũng có thể tới nhưng mà đêm 3 tháng 3 là ở màu kỷ niệm á, của anh Trần Quốc Bảo là tổ chức cho em một cái buổi sinh nhật ngay tại đó. Sinh nhật sớm. Dạ, nhưng mà chỉ làm buổi chiều hay là buổi tối? Chị làm từ 2 giờ đã có. Ồ, 2 giờ thì ok, 2 giờ thì được đó. Thì em cũng trên đường em sửa soạn tới thì thay vì em tới màu kỷ niệm ngay thì em xẹt qua chị chút xíu cho chị vui. Em thì em hứa là tiếp tục bán sách cho chị thêm, đúng không? Dạ vâng, thưa quý vị, cái lần mà Thanh Lan ra hồi ký đó thì Trung Tử Lưu đã xung phong
bán sách cho Thanh Lan, mà đặc biệt là không có tính huê hồng gì hết trơn. Đó, đó là người em thân thương. Đấy, thì chị cũng biết rằng là em có cửa tiệm thì là em cũng phải có huê hồng để trang trải. Ôi, trời ơi, đâu có bao nhiêu đâu. Em kiếm lời bằng thứ khác. Tiệm em đắp ăn đắt mà chị, đâu có phải tiệm ế đâu. Trung Tử Lưu là mát tay lắm, bán cái gì cũng chạy hết trơn á. Em chỉ có bán em là không có chạy thôi. Phải không? Chắc cũng có, chắc cũng có người mua chứ. Hồi nãy vừa mới than nói ở cái nhà to mà ở có mình đấy. Có cô nào mà thương thầm Trung Tử Lưu thì cứ lên tiếng nhá. Đấy, năm mới rồi, năm con rồng rồi, em tuổi con gì? Em tuổi con rồng á chị. Người ta nói con rồng có phải là năm tuổi mình lận rồng mà năm rồng thì sẽ không có được may mắn phải không chị? Chị có biết đâu, tùy người, có em... người ta kêu là năm tuổi xui, có người thì lại nói là năm tuổi hên, mình chả biết được nào mà nghe. Em năm nào cũng thấy xui hết trơn. Sao hồi nãy vừa mới nói là bán cái gì cũng chạy hết trơn, bây giờ tự nhiên nói xui. Không chị, đâu phải là mình nói xui, đâu phải là xui, là chỉ có tiền buôn bán là được, là cuộc sống đâu phải chỉ có buôn bán nữa chị. Cuộc sống nó còn nhiều thứ khác nữa mà. Không, tại vì theo chị nghĩ là vì em bận bịu cái chuyện buôn bán quá nên em quên cái chuyện tình cảm đi. Bây giờ em phải đều về chia đều đi. Cũng không hẳn như vậy, nhưng mà thực sự là ngoài buôn bán này kia đó, thực sự có nhiều cái chuyện khác mà mình không có được như ý muốn lắm. Rồi mình cũng phải giống như chị có hiểu là khi mình dọn một cái đống rác do mình tự tạo ra mà nó cao như núi đó, mình dọn hoài nó không hết, rồi cái từ từ năm này tháng nọ từ từ nó cũng đi hết. Em là trong cái trường hợp đó. Mà không, em đang nói cái này là nghĩa bóng hay nghĩa đen? Không, em nói là giống như là trong cái cuộc sống của mình nếu mình nói trong cái chuyện làm ăn chẳng hạn. Khi mình làm ăn với nói chung là em làm ăn với những đối tác của em. Nhưng mà những đối tác của em á thì họ không có được minh bạch với mình, coi như là nói chung là họ giật họ chạy hết rồi. Rồi bây giờ em phải gánh hết toàn bộ những cái gì của họ để lại, mà từ năm này qua năm khác phải giải quyết từ từ. Em giống như đứng trước một cái ngọn rác bự thì bự, mà em cứ phải tự chị mình chị hiểu rồi. Nhưng mà nếu chị nói câu này không biết em có bớt buồn hay không, là trong cuộc đời đó ai cũng đã từng bị gặp những cái người xấu hết á, chứ không phải riêng mình em. Chị cũng đã từng bị rồi, nhưng mà mình hay thương người, và mình thương người mình không cứu được người mà mình tự giết mình. Đó, mình cứ cả nể và mình khi mình đó, làm việc chẳng hạn, mình cứ cả nể, mình không có giấy tờ, mình không có những cái ràng buộc gì khéo léo để cho nó trở thành một cái rốt của nó trở thành một cái tai nạn của mình đó. Chị nó thẳng rồi. Là một cái tai nạn, nhưng chị mà thực sự thì cuộc đời nó cũng đi qua thôi, chị biết không? Nhưng mà em có tin cái câu ở hiền gặp lành không? Dạ. Cuối cùng rồi em sẽ thấy. Vì cái con đường cuối cùng nó mới là cái con đường quan trọng. Dạ, con đường cuối cùng thì em biết. Người ai cũng lên lên xuống xuống khỉ. Dạ vâng, nếu mà mình bi quan đó thì mình nghĩ ra không biết sinh ra để làm chi. Cả đời vất vả xong cuối cùng cũng đi cùng một chỗ. Nhưng mà ngược lại thì mình cũng có thể nghĩ rằng mình được sinh ra đời, mình mang ơn bố mẹ, mình có cái cơ hội để mà sáng tạo ra điều này điều kia để lại cho thế hệ sau. Đó vậy thôi. Chị ở tuổi của chị đó, chị enjoy cuộc sống ra sao chị? Chị hả? Giống như bây giờ chứ. Hiện tại thì chị enjoy cuộc sống là tối chị vào những cái show mà chị đã làm từ 2-3 năm nay, chị đọc những cái câu và khán giả gửi về là toàn là tình thương không à. Làm sao mà mình buồn được em? Sống nhờ comment của khán giả đó phải không quý vị? Nhớ comment vô tiếp tục. Cái chửi thì giữ cái mặt này nè, nhưng mà phải thương cái mặt này nè. Là tại vì mình nghĩ rằng từ khi mình sanh ra đời tới giờ mình có làm hại gì ai đâu. Mình chỉ muốn làm cho mọi người vui, mọi người thương mình. Mình cuối cùng cuộc đời cái mục đích là làm gì? Là chỉ đi tìm tình thương thôi. Nếu mà mình cảm thấy mình được thương là mình vui lắm. Mà cái tinh thần là rất quan trọng. Nếu cái tinh thần mình nó vui vẻ, sảng khoái thì mình có sức khỏe. Và có sức khỏe thì biết chi không? Mình sống lâu, để chi? Để làm việc lâu hơn. Em thì thích, thưa quý vị, chúng tôi luôn thích sống không cần lâu, nhưng mà sống lâu thì đừng có nằm. Thì dĩ nhiên là sống là sống phải hăng hái hoạt động, đừng có nằm, chứ còn chị? Sống mà nằm trên giường mà rên thì thôi, dạ thế thôi, mình cũng cảm ơn. Thôi, đầu năm ai nói mấy chuyện này, nói gì vui vui đi em. Hả, vui vui hả? Thì năm mới em chúc chị là ra mắt cuốn sách thật là thành công.
thành công hơn gấp mấy lần cái cuốn hồi ký của chị luôn. Dạ. Và được nhiều người đón nhận. Còn riêng chị thì luôn luôn vẫn giữ mãi cái nét thanh xuân trẻ đẹp, hát hay, rồi vẫn được quý khán thính giả yêu thương như những ngày đầu. Đó. Dạ, Thanh Lan xin và đầy đủ sức khỏe nữa. Trước hết là cảm ơn Trung Từ Lưu với những cái lời chúc tốt đẹp. Và là thứ hai nữa là cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả tới giờ này cũng theo dõi bước đường đi, từng bước đường đi của Thanh Lan từ mấy năm nay đã làm những gì quý vị biết hết á. Đấy, mà thì cuốn sách hồi ký thì đúng là em nói đúng đó, là cho tới hiện nay vẫn có những người email cho chị để tìm mua. Mà sắp là chị mình có thể bán quanh năm suốt tháng, bán từ năm này tháng nọ thôi. Thực sự là em thấy cái số lượng mà để đi ra đến với khán giả đó trong cái thời buổi này, mà cái thời buổi người ta không có đọc sách nữa đó, là vẫn còn rất là ít. Chẳng hạn như em thấy là hình như là cả một cái quốc gia là Việt Nam, 90 triệu dân chưa có được biết đến nhiều đến cuốn sách của chị, chưa có cái điều kiện để chị có thể in cuốn sách bên đó. Để là có nhiều khán giả đó, nhưng mà chị không có cái ý muốn hoặc là mục đích là in bán bên Việt Nam. Tại vì trong đó tự chị kể chuyện vượt biên. À, xin lỗi quý vị, khi nào mà Thanh Lan tự nhiên quá là cái tiếng cười tự nhiên nó cao lên. Dạ vâng, Thanh Lan cũng biết rằng trong cuốn sách đó có nhiều cái câu chuyện hơi tế nhị. Dạ, cho nên là có nhiều, Thanh Lan xin lỗi tất cả các quý vị khán giả ở Việt Nam đã email về là đề nghị Thanh Lan gửi sách về Việt Nam hoặc là làm cách nào đó ra mắt và bán tại Việt Nam. Em nghĩ chị ra một cuốn audiobook của chị đi. Audiobook mà chị đọc cuốn sách đó, là cái đó lại đi rộng cái đó nhất. để khi nào mà chị bán sách cho đã rồi đó. Dạ. Còn bây giờ thì cái điều mơ ước của Thanh Lan rằng trong tủ sách của nhà quý vị có quyển sách của Thanh Lan hồi ký đó, để kỷ niệm và để đừng quên, Thanh Lan nằm trong tủ kính của quý vị đó, đi ra đi vào nhìn thấy thì lại nhớ đến Thanh Lan. Đó, chứ còn audiobook thì nhiều khi quý vị nghe tay này nó qua tay kia quên mất tiêu. Khi này chị tới tìm em, chị để sách chị nhớ ký tên sẵn chứ đừng có quên ký. À, cái đấy là mỗi lần đến là cứ ngồi đó mà ký, làm như mình quan trọng lắm vậy. Dạ vâng, thưa quý vị, thì Thanh Lan hy vọng rằng ngày 3 tháng 3 này sau khi ra mắt thì quý vị cũng coi như là yêu mến quyển sách thứ hai này của Thanh Lan giống như quyển sách thứ nhất. Tuy là thứ hai nhưng mà thật ra là Thanh Lan viết 4 quyển rồi, tại vì hồi ký Báo Tố Cuộc Đời có cái bản tiếng Anh, và cái quyển sách thứ hai này biết tựa đề là gì không, nói nhỏ em nghe. Dạ. Trắng đêm. Trắng đêm. Dạ, thì cũng có cái bản tiếng Anh, tức là tuy là chỉ có hai cái tựa đề thôi nhưng mà tới 4 quyển sách lận. Nên là Thanh Lan rất là ước ao được làm cái điều này từ cái hồi mà mình 15 16 tuổi cơ. Quyển sách đầu tiên mà là cuốn lúc đó hồi ký chưa có gì để viết. Hồi đó còn chưa có chuyện thì lấy gì mà viết. Dạ, Thanh Lan có đọc Cuốn Theo Chiều Gió, và sau này Cuốn Theo Chiều Gió thì cũng có được quay thành phim. Và từ khi còn nhỏ, Thanh Lan đã ao ước là sẽ viết được một cuốn sách như cái bà đó. Tại vì tác giả của cuốn đó cũng là phụ nữ. Tại sao người ta cũng là phụ nữ mà người ta viết được mà mình viết không được? Nhưng dĩ nhiên hồi nhỏ thì có chuyện gì đâu mà viết. Đến khi mà tới năm 70 mấy nổi tiếng rồi, cũng chưa nghĩ tới chuyện viết hồi ký nữa. Sau 75 thì là bao nhiêu chuyện dồn dập đó. Thì lúc đó là thấy cái thời gian nó mới có nhiều thứ để viết hồi ký. Mình cũng có nhiều điều đáng kể lại nha. Rồi khi mà qua tới Mỹ lại còn gay cấn nữa. Nên là Thanh Lan đã viết xong cuốn hồi ký. Nó chia làm 3 tập. Một tập là từ nhỏ mà di cư từ Bắc vào Nam rồi nổi tiếng như thế nào. Tập thứ hai là từ 75 tới 93 sống tại Việt Nam như thế nào. Mà ông Nam Lộc ông đi đâu ông cũng nói bà này là kêu là nổi tiếng đi vượt biên. nói lén anh Nam Lộc mà anh đừng la nhá. Dạ, thế rồi thì là cái phần 3, tập 3 là qua tới bên Mỹ này. Qua tới đây rồi tưởng yên ổn, cũng đâu được yên ổn đâu. Cũng là bao nhiêu là sóng gió, tới bây giờ thì mới được yên ổn. Nên là em thấy sóng gì đâu chị? Không thấy sóng à? Không, em không thấy. Tại vì em đâu phải là chị đâu mà em có cảm em giác thấy sóng. Em là chị biết rồi, em mất cảm giác lâu rồi. Em chỉ thấy chị lúc nào cũng sung sướng đó. À, thì đấy, có nhiều người nói tại sao lại Báo Tố Cuộc Đời. Thanh Lan lúc nào cũng cười toe. Cuộc đời có gì đâu mà khổ sở. Từ nhỏ tới lớn là lúc nào cũng sướng, mà Báo Tố chỗ nào. Mà thôi, muốn biết Báo Tố chỗ nào phải mua cuốn sách đúng phải không? Đọc, thì phải đọc. Phải đọc cuốn sách hồi ký nha quý vị. Tại sao Báo Tố? Hy vọng là quý vị cũng sẽ mua cuốn hồi ký nếu mà chưa có. Dạ. Và cũng sẽ mua cái cuốn Trắng Đêm để coi đêm trắng chỉ làm cái gì. Trắng đêm làm gì mà trắng đêm. Và những câu chuyện của chị viết trong đó. Mà đặc biệt là cái design, cái bìa kỳ này, cuốn thứ hai là tự Thanh Lan làm đó. À, chị vẽ luôn. Không phải chị vẽ.
chị design thôi. À, vậy hả? Bức tranh là của người bạn. Dạ. À. Dạ. Tưởng chị vẽ tranh luôn chứ nào, tao coi như là cầu kỳ thi quả. Trời ơi, cái gì cũng hốt hết. Chị bị hút đó. Yeah. Chị có một người cậu đó là ông Thái Bá đó. Yeah. Em biết tranh của ông Thái Bá không, là cậu yeah. của chị đó. Hồi xưa đó cậu có lần về Việt Nam thăm thì có nói cậu ơi, nếu mà cậu có thì giờ cậu dạy cho cháu vẽ nhá. Ừ. Xong rồi tự nhiên ông đi Mỹ mất tiêu. Uh-huh. Rồi tại vì ông ở ngoài Huế, ông đâu ở Sài Gòn đâu. Yeah. Rồi khi mà chị qua tới đây chị gặp lại ông, chị lại nhắc lại cậu ơi, khi nào cậu dạy cho cháu vẽ nhá. Dạ, ừ. Xong rồi tự nhiên ông đi về Việt Nam lại, ông đi về Huế lại. Nên là sau đó bây giờ thì dạ cậu Thái Bá đã mất rồi, nên là Thanh Lan nó mất cái dịp học họa. Uh-huh. Hồi xưa ở trong trường đó có lần, một năm đó một lần duy nhất trong lớp họa có một lần, một tháng đó được nhất lớp. Chị vẽ nên, hả? Vẽ bằng hồi màu nước thôi, màu nước thôi. Trong lớp cô dạy đó thì có lần đã được nhất lớp, cho nên mình nghĩ là ít nhất ít nhiều gì mình cũng có một cái tí khả năng gì trong ngành họa. Mà không được học, nên là nếu mà đã không được học thì tốt hơn đừng có làm tầm bậy tầm bạ ta cười. Còn em thì em có cái gì trong lòng em ấp ủ em muốn học mà em chưa học được? Có cái gì hát vọng cổ. Em không, em có giọng đó không, em cũng muốn hát vọng cổ, không phải là để em đi làm nghề hát cải lương. Em muốn hát vọng cổ là để em biết hát vọng cổ và biết hát vô câu mấy cái bài dân ca, mấy cái lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình tò mò vậy đó. Mình muốn biết lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 như thế nào. Nhưng mà mình không có cơ hội để học. Có lúc em, chị Ngọc Bích chỉ đã định giới thiệu em đi học ông Út Trọng. Út Trọng là tức là thầy của chị đó. Nhưng mà lúc đó ở Việt Nam em hát nhiều quá, em đi show nhiều quá, cái em không có thời gian mà đi học. Với lại em cứ đặt nó, thích là thích nhưng mà mình cứ đặt nó qua một cái vế gọi là trời, khi nào sẽ làm, phải rảnh rỗi rồi mới làm này kia chứ. Còn bây giờ mình đang chị á, là chị bị hút cái chuyện học họa nha. Còn một cái nữa chị bị hút nữa là chị muốn đi học ngâm thơ. Cái này cũng hay á. Chị nghĩ sao 75 rảnh quá đâu biết làm gì, nói thôi để đi kiếm cô Hồ Điệp và học ngâm thơ. Chưa kịp kiếm cô đi vượt biên đường bộ rồi, cô mất đâu mất tiêu rồi. Mất tích, tích luôn. Tại sao chị không hỏi bây giờ chị Hồng Vân thì thế mới cù lần. Uh-huh. Thưa quý vị, ở trong đời mình đâu có biết được cái tương lai, mình cứ tưởng là lúc nào đời sống nó cũng êm đềm như vậy, nhưng nó không êm đềm như vậy. Cái gì mà mình muốn làm bây giờ mình nên làm bây giờ đi, đừng có sẽ là coi như là hút luôn. Có những thứ mình muốn làm bây giờ, nhưng mà thưa quý vị thì cái quỹ thời gian không còn nữa. Em có những cái ước mơ khác lớn lắm chị, nhưng mà quỹ thời gian không còn nữa nên mình ngồi mình nghĩ trong bụng đó là chẳng hạn như em ước mơ sáng tác nhiều bài hát hơn. Rất là nhiều bài hát em hát trong cái khuôn mẫu á. Em hát cả trăm bài trong đó, em hát cứ em đi xe mà em nhớ, em cảm thấy một khúc nhạc nào mà em nghĩ ra hay em cứ hát như trong đó. Nhưng mà em không viết ra được một bài nào hết, tức là mình cứ đó ok để đó, bữa nào rảnh cái mình ngồi mình nghe lại mình viết. Nhưng mà điều đó không làm được, phải không? Rồi xong cái sau này thấy từ từ nó muộn màng đi, cái tự nhiên thấy mình thấy cái có thể là cái dòng nhạc của mình sáng tác ra bây giờ nó không có hợp thời nữa. Chị thấy không, nhiều nghệ sĩ giống như ông nhạc sĩ Trần Tiến chẳng hạn. Ông đã từng sáng tác nhiều bài nhưng mà bây giờ giống như anh Trịnh Nam Sơn, anh Đức Huy bây giờ cũng khó sáng tác lắm. Đấy, nó không, tại cái gu bây giờ, cái gu bây giờ nó khác hết trơn rồi. Các bạn trẻ nghe cái loại nhạc nó khác đi. Nó phải nảy hơn. Nói chung nó lạ cái câu hơn. Nó dài hơn. Lấy... chị để ý nghe bây giờ bài hát cái câu nó dài lắm, tới mười mấy chữ lận, chứ không phải như ngày xưa mà cứ người ta chia bài hát thành từng câu A từng and câu. B and A hay là A rồi B rồi A hay là A B C D tùy từng bài hát. Bây giờ thì cứ náo loạn luôn, lung tung xèo một cái câu dài thật là dài, học lời khó à nha. Rất là khó nữa chứ chị biết không, nó hát nó áp dụng vô nhiều cái kỹ thuật về phòng thu điện tử nhiều đó. Rồi nói chung bè bố giả rồi nói chưa, và cái dòng nhạc nó lai Hàn Quốc rồi. Nó không lai Hàn Quốc, lai mấy cái quốc gia châu Âu châu Mỹ này kia. Nó tạo cho mình những người xưa cũ cái cảm giác khó nghe. Mình là người trong nghề mà mình nghe không được. Làm sao mà những cái lớp người bên ngoài mà những người trong trạc tuổi cái thời thanh xuân giống như mình đó làm sao nghe được. Nên chỉ có tụi lớp trẻ thì nó nghe thôi. Thì đó sẽ trở thành những kỷ niệm của lớp trẻ, những cái thói quen, những cái yêu thích của lớp trẻ. Nói tới đây thì chị phải cảm ơn khán giả.
đã giữ mãi cái mối thiện cảm đối với âm nhạc từ trước 75. Nhờ vậy mà tới bây giờ quý vị vẫn đi xem Thanh Lan hát. Mà Thanh Lan đi tới đâu quý vị cũng nhào tới đòi chụp hình. Tại vì không phải là mình đẹp hay mình hay hơn trước, mà tại vì quý vị nói rằng mỗi lần gặp Thanh Lan là nhớ Sài Gòn. Đó. Thế mỗi lần em gặp chị em nhớ gì? Em gặp chị em nhớ rất là nhiều kỷ niệm. Đúng là cũng nhớ Sài Gòn và nhớ những cái kỷ niệm mà em nghe nhạc từ nhỏ. Bởi vì tiếng hát của chị là em nghe từ nhỏ rồi và em rất là thích. Mà giống như em nói đó, có những cái bài mà chị hát mà giờ chị không, gần như em thấy chị không thèm hát và không thèm ngó tới, nhưng mà em lại thích Người Đưa Thư Đã Đi Qua, Mấy Bài Vắng Anh, sao mà nghe rồi Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu. Có những bài chị hát thì giống như chị không để ý, nhưng mà thực sự nó lại đặt một cái dấu ấn cho người ta mà chị không biết. Chị cứ lo chị hát nhạc Pháp, nhạc này nhạc kia, thì cái đó thì nó đã người ta nhiều người yêu thích rồi. Chị hiểu em rồi. Thanh Lan cũng xin lỗi cùng quý vị là tại vì em biết không, mỗi khi mà mình đi hát mà live đó, là mình phải nghe theo khán giả dưới kia yêu cầu gì mình hát theo đấy. Chứ đôi khi chưa chắc gì bài đó chị thích đâu. Để chị nói ví dụ cho em nghe, ví dụ như bài Bang Bang đó, hồi nhỏ lúc mà ông Ngọc Chánh đưa cho chị Thâu, chị hoàn toàn không hề thích. Đó, đời nó có nhiều cái lạ. Mà nổi đúng không? Hoặc là người ta lại yêu thích. Thì đấy mà mình có thích đâu. Tại vì... thưa quý vị, có những bài mà mình thích lắm mà mình đi hát chẳng bao giờ mình hát, là tại vì quý vị yêu cầu những bài khác mà thời hạn chỉ cho mình có khi 3 bài, có khi 6 bài, có khi 9 bài là hết giờ rồi, chứ đâu có phải mình muốn hát gì hết. 900 bài lận. Chị cái bài Mộng Ban Đầu thì chị có thích không? Cũng thích, bài thích, thích. Dạ, bài đó cũng là một trong những bài mà chị, em thấy chị rất là ít hát. Em có biết rằng bây giờ đa số những mà chương trình mà người ta mời mình là đều tổ chức ở trong nhà hàng không? Ồn như cái chợ vỡ, làm sao mà hát được Mộng Ban Đầu? Những bài đó là mình phải hát chương trình thính phòng mà ở dưới khán giả ngồi im nghe theo từng cái chữ mình hát. Tại vì khi mà cái người sáng tác người ta viết cái lời, người ta suy nghĩ đắn đo, người ta mới để cái chữ đó xuống, chứ không phải người ta làm đại đâu. Nên là mình phải chăm chút lắm. Trong nhà hàng thì ồn thế, làm sao mà mình có thể là tâm tình trong một cái Mộng Ban Đầu được. Mình cũng phải la làng la xóm thôi. Thôi chết tết nhất rồi, chắc anh chị em mình hồi nãy em chúc chị rồi, giờ cho chúng tôi luôn được chúc tất cả các khán giả trong một mùa xuân mới năm Thìn. Chúng tôi luôn không nhớ là cái gì Thìn nữa, chỉ biết là năm Thìn thôi. Giáp Thìn. Giáp Thìn hả? Giáp Thìn, chị mới hỏi chiều nay rồi. Giáp Thìn đó, năm mới quý vị được an khang thịnh vượng, tiền vô như nước, tiền ra từ giọt. Và quý vị được bình an hạnh phúc trong một cái vượt qua một cái năm 23 đầy biến động, thì 24 chúng ta sẽ hạnh phúc hòa bình hơn, và tình yêu của mọi người cũng như là của tha nhân trên thế giới nó có thể nó sẽ chan hòa hơn và nhiều hơn. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan thì bao giờ cũng nghĩ rằng cuối năm ai cũng vui, là tại vì mình nhìn về cái năm mới với một cái tia hy vọng nào đó. Ai cũng nghĩ rằng sang năm sẽ khá hơn năm nay. Và năm con rồng, quý vị ơi, con rồng là Việt Nam mình có câu rồng bay phượng múa. Thì trong cái năm con rồng này, ai cuộc đời cũng vươn lên, cũng tươi vui hơn. Thanh Lan xin thân ái kính chúc tất cả quý vị khán thính giả từ khắp bốn phương trời một cuộc sống đề huề nhiều hạnh phúc và không lo nghĩ gì cả trong năm 2024 ạ. Em có câu gì chào khán giả trước khi mình chia tay không? Anh chào rồi đó, chúc là anh chào luôn, đúng không? Chúc riêng chào. Chúng tôi luôn cũng xin cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn chị Thanh Lan đã đến để có một buổi trò chuyện với một ca sĩ đàn em, gọi là một ca sĩ đàn em Úc. Và chúng tôi luôn rất là quý chị Thanh Lan ở cái chỗ chị không, ngay từ đầu ngày đầu tiên đi hát thì chị là một trong những người đứng chung sân khấu, nhưng chị là những người đàn anh đàn chị rất là dễ thương và chưa bao giờ có một cái gì mà gọi là trên dưới mà áp bức những ca sĩ trẻ hay này kia. Những cái điều mà em qua Mỹ em lại bị đó, nhưng mà hồi đó em đi hát chị còn bị chưa nói gì em đó. Thì thưa quý vị, đó là bởi vì chúng tôi luôn rất là quý chị Thanh Lan, và cũng cảm ơn trong buổi trò chuyện vui vẻ ngày hôm nay, và cũng xin chào tạm biệt tất cả quý khán thính giả. Mong quý vị sẽ yêu thương cái chương trình Thanh Lan Show, cũng như yêu thương những tác phẩm văn học mà chị sẽ ra mắt và phát hành.
Dạ, chị cũng xin cảm tạ em có những cái ý nghĩ rất tốt đẹp cho những gì chị đang làm. Và Thanh Lan cũng xin trân trọng và cảm tạ tình yêu mà quý vị dành cho Thanh Lan Show từ 2-3 năm nay. 3 năm nay rồi đó, mau ghê chưa? Wow. Dạ, Thanh Lan cũng cố gắng để mà duy trì mãi cái kênh Thanh Lan Show này để được mãi mãi gần với quý vị, để quý vị càng ngày càng thương Thanh Lan hơn. Thanh Lan mà cứ có cái ý nghĩ rằng quý vị thương mình là tối ngủ ngon lắm ạ. Dạ, xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong show tới.